Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một cặp lục bình sứ Bát Tràng, loại vẽ tay nhé, loại vẽ tay. Nền của nó là hơi màu vàng ngà một chút, họa tiết màu xanh lam. Ở mẫu này là mẫu vẽ kỹ. Ở vẽ kỹ thì chúng ta cứ nhìn vào họa tiết này, chim công, nó phải ra con chim công, mặt mũi rồi chi tiết này, được vẽ rất là chân thật và sắc nét. Màu là màu bền vĩnh cửu nhé. Họa tiết này trong men, màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu. Âm thanh rất là đanh. Ở nhiệt độ nung là 1200 độ C. Chất men thì mọi người nhìn trực tiếp rồi, rất là bóng nhé. Cao là 1m55 này. Cao 1m55 cả đế. Cái đường kính bụng này của nó rơi vào 42cm. Như chúng ta nhìn thấy cái mặt trước của cái tác phẩm này là hình ảnh chim công nhé. Chim công và hoa đào, công danh phú quý. Một cặp chim công, một trống một mái. Ở bên dưới là hình ảnh hoa phù dung này, trên là hình ảnh hoa đào. Lưu ý nhỏ với mọi người là những cái cặp lục bình như thế này, cái đế của nó không phải lúc nào nó cũng phẳng lì so với thân bình. Về chúng ta vẫn sẽ phải chêm lại nhé. Đấy là một cái lưu ý nhỏ với mọi người. Đây là mặt trước. Mình sẽ quay cận vào mặt trước cho mọi người cùng nhìn. Mình sẽ quay mặt sau trước đi, xong lát nữa sẽ quay vào mặt trước. Mình quay cận vào. Mặt sau thì mình xin phép mình quay một cái bình thôi. Đây là mặt sau của bình này. Mặt sau thì được chế tác hình ảnh là một cái cây trúc. Âm thanh rất là giòn tiếng nhé. Mặt sau là hình ảnh cây trúc này, một cái khóm trúc thôi. Mình xin phép chỉ quay một cái bình nhá thôi, bởi vì quay ở trên đế nó sẽ rất là khó khăn nhé. Nguyên thân bình là 1m4, nguyên thân bình là 1m4 và cái đế là 15 phân. Đế là 15 phân nữa. Mình sẽ quay lại mặt chính qua. Quay từ từ cho mọi người cùng nhìn nhé. Hông này. Đây, cái đuôi công xòe rất là rộng này. Chúng ta nhìn này. Vẽ tròn trịa, vuông thành sắc cạnh, không nhiều nét thừa, gọn gàng. Thì đấy là cái đặc điểm của hàng vẽ kỹ. Rồi mình sẽ quay mặt chính lại và mình quay cận vào cho mọi người cùng nhìn. Cái này thì bác nào phải, ai phải thường xuyên tiếp xúc với hàng và phải nhìn nhiều loại hàng, chơi nhiều thì mới nhìn kỹ và phân biệt được hàng kỹ, hàng thường nhé. Sẽ quay cận vào cho mọi người cùng nhìn này. Đối với hàng kỹ thì chúng ta phải nhìn vào mặt con công này. Vào mặt công nó phải thật, nét vẽ liền mạch, sắc nét, không nhiều nét thừa, nét đứt. Hoa đào chim này, cái màu của nó là màu hơi vàng ngà nhé, hơi vàng ngà một chút. Các bác nhìn vào cái mặt của chim công này, nhìn nó có thần thái. Và tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều giao hàng toàn quốc tận nơi. Nhận hàng mọi người kiểm tra hàng đúng mẫu, đẹp, chất lượng, không xứt mẻ thì mọi người thanh toán nhé. Các bác liên hệ để bên em sẽ gửi ảnh trực tiếp cho mọi người tham khảo. Cỡ thì có cỡ 1m55 này, 1m75 này và 1m95 cả đế nhé.